da mình sao vậy, sao mà bàng hoàng quá vậy, không ai lo lắng gì hết vậy? Lo lắng cái gì? Ủa trời ơi, sao anh nói gì mà dễ hiểu vậy? Em nha, em chưa nói anh đó, có phải là anh xúi ảnh là bậy không? Nè, cho em nói lại á, cái vụ trường gà là Thắng rủ anh hùng vốn chứ không phải là anh tự đi hùng vốn nha, là nó rủ không phải anh rủ. Ba chứ... ba nghe cái khúc này giùm con nè, ba làm chứng giùm con nè. Đúng là trước giờ á, người yêu của con á có đam mê đá gà thiệt. Gì nhưng nữa? Mà ảnh không phải là cái người mở cái trường gà đó, là bạn bạn ảnh mà. Nếu như mà anh rủ nó là công an vô đầu anh rồi, chứ không phải là kêu Thắng lên nói chuyện, hiểu chưa? Nhưng mà bây giờ em phải tin người yêu của em, ảnh nói không có, tức nghĩa là không có. Bây giờ hai đứa im lặng được không? Ba đang suy nghĩ đây nè. Con á là con nồng, lúc nào cũng nồng lên. Nồng cái gì? Có nồng đâu. Đó, mày đang nồng. Người yêu của mình mày rất mà làm sao mà không có nồng được. Còn đây là gì của con? Dầu gì nó cũng là anh con, ruột rà thân thích của mình. Con không binh vực nó thì thôi, con còn chỉ mũi dùi vô nó nữa. Anh Quyết Thắng á, anh mới cứu gia đình mình mà. Không phải nó cứu mình rồi nó làm hư, nó làm bậy rồi mình phải theo nó. Không phải là theo, nhưng mà bây giờ con muốn sao? Hả, con muốn sao? Ý con tưởng là ba binh vực cho thằng Học này đó hả? Bây giờ con kêu á, thằng Học anh con phải ra nhận tội thay cho nó. Không đời nào, không đời nào ba cho con của ba ra chịu tội không? Ủa, vậy chứ giờ ba muốn làm sao? Còn người yêu của con, tình yêu của con thì sao? Nó gieo cái gì thì nó gặt cái đó. Ủa? Thằng Quyết Thắng ở trong xóm, trong làng này ai cũng biết nó. Nó là thằng ăn chơi trác láng, liêu lỏng, cờ bạc. Nhưng mà con không có muốn mất ảnh. Đó là tình yêu của con, bây giờ ba phải phân xử cho con đi. Tình yêu của con là tình yêu mù quáng. Không có mù quáng gì hết đó. Nhà mình á, thiệt á. Sao? Con không nói. Cảm ơn ba, lúc nãy bên giật con nha. Bây giờ tới phần của mày. Dạ, con sao? Sở dĩ mà nói như vậy là ba muốn anh em trong nhà không mất tình thân với nhau. Còn riêng con, hả? Ba chưa tin tưởng con. Dạ sao? Còn con muốn mọi người tin tưởng con phải đi kiếm việc làm đàng hoàng, chứ không phải ăn chơi lêu lỏng giống như Quyết Thắng vậy đó. Thì ai tin tưởng con? Con không thương anh em trong nhà, không thương ba, không thương má, hoặc là không thương bà nội đi nữa, con cũng phải thương cái bản thân con kìa. Đừng có ăn chơi lêu lỏng nữa. Thưa nội, dạ thưa ba, con, con sẽ quyết tâm thay đổi. Thôi con ơi con, mơ mộng hão huyền quá. Dạ con. Mày thay đổi cái gì? Bắt đầu kể từ ngày mai, con xin phép được đi làm, không có lêu lỏng nữa. Nội xin con đó, con đừng có phá gia đình này nữa, để cho gia đình này được bình yên đi. Con làm biết bao nhiêu lần rồi, có lần nào mà được không? Nhưng mà nội thấy duy nhất có một cái điều mà con làm rất thành công và rất tích cực. Dạ, dạ điều gì vậy nội? Làm biến đó. Ba là ba con, ba nghe nội nói vậy ba còn nhục đó con. Má hãy để cho nó nói hết đi. Nó nói hết đi, mình coi cái nguyện vọng của nó là sao rồi mình xử nó. Rồi thôi nói đi. Dạ, thưa nội, thưa ba, con quyết định rồi. Kể từ ngày mai con sẽ đi làm. Con sẽ đi làm công nhân bình thường như bao người, một ngày 8 tiếng, không đầu tư, không làm chủ nữa. Từ nay, con sẽ quyết tâm thay đổi. Quyết tâm. Dạ. Rồi bây giờ nghe tôi dặn nè. Dạ. Cũng thứ nhất. Thứ nhất, đừng để bị phát hiện. Trời ơi, sao mà phát hiện được, không bao giờ mà phát hiện được con. Thứ hai là giữ kín bí mật này. Trời ơi, nguyên cái xóm này ai quên, nguyên cái xóm này ai mà giữ kín mật bằng con. Bởi vậy tôi mới nhờ cô đi theo dõi thằng Học, để coi là thật sự là nó có đi làm đúng như là lời nó nói hay là không. Con nó thật sự theo cái sự mà tính toán khoa học Mỹ của con á. Khoa học gì? Khoa học Mỹ, trong suy nghĩ, cái đầu óc con nghĩ ra là không bao giờ có vụ đi làm. Lý do?
Đây, cái xóm này, cái khu này con nắm trong lòng bàn tay, đúng không? Tại vì ở đâu cũng có dấu chân của con là. Ở đâu cũng có dấu chân, con đi khắp nơi, mọi nơi mà trời, con đi du lịch khắp thế giới mà. Nguyên cái xóm này đâu có bao nhiêu công ty đâu. Công ty nào mà con không biết, đúng không? Mà nếu có làm chăng nữa là con sẽ biết liền. Bởi vậy không biết là nó có đã thay đổi con người nó chưa. Đi theo dõi nó, báo cáo cho tụi nó biết có phải là thật sự nó vô chỗ làm không. Mà nhớ là đừng có cho thằng Ngọc biết cái gì hết, mà cũng đừng bao giờ cho nó thấy cái bản mặt của bà nghe chưa bà. Bảo đảm cái gì chứ không bao giờ con cho nó thấy mặt con. Ừ. Bất cứ giá nào. Sắp xuống rồi. Khỏe chứ ha? Nói chung là khỏe lắm. Dạ, chào bà nội. Chào chị Lanh. Nay qua nhiều chuyện sớm ha. Cậu nói gì gì chị cũng biết à. Qua thăm mà bà. Dạ 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 thôi, cũng trễ giờ rồi con đi làm. Dạ. Đi làm hả con? Dạ. Dạ thưa đòi con đi làm. Ừ. Dạ, chào chị. Lớn dữ vậy. Tôi ngồi đó làm gì? Ờ hay ngồi làm gì hát? Ờ cô đi, cô đi. Trời đất ơi. Nhớ những lời tôi dặn hay chưa? Nhớ rồi, con nhớ rồi, con nhớ rồi. Ờ. Ê học trời chị với học ơi. Ê ê ê biểu biểu. Quên. Điên hả? Có bao nhiêu đây thôi mà cả buổi trời. Ủa? Sao má không ngủ trưa đi? Má ngồi đây làm cái gì vậy? Má ngồi đây má chờ, con ngồi chờ đi. Ủa chờ gì má? Chờ một kết quả. Kết quả làm sao? Kết quả là cái thằng con quý tử của con đó, nó có thật sự là đúng như những gì nó nói là nó đi làm đàng hoàng hay là không. Má làm gì cho cực thân dữ vậy? Nếu cần nó là con là cháu mà kêu nó lại, mình hỏi nó, còn ông ấy má không tin nữa thì má má với nó đi tới cái xí nghiệp coi nó có làm không. Con ơi. Dạ. Nó là thằng thông minh mà. Nó đã lừa cái gia đình này, nó lừa hết người này đến lừa đến người kia kìa. Nếu mà gia đình mình tin tưởng nó, yeah, má tin nó là má đã giao hết cả tài sản cho nó rồi. Nó làm cho mọi người nhà này mất lòng tin quá, cho nên má mới kêu người đi theo dõi nó. Theo dõi? Ừ. Má nói làm sao tự nhiên theo dõi nó, con không hiểu luôn. Thì con chờ đi. Má đã nói với con rồi, con chờ đi. Cái gì vậy? Dạ, mới mua con gì hả má? Nè, ai vậy? Ai vô nhà của tôi vậy? Cái, ai à? Không nhận ra ai đúng không? Trời ơi, bà chức không nhận ra làm sao mà học nhận ra con được. Khi mà nó quay lại là con đưa lên liền. Thôi à, kiểu là nhiều khi nãy lại hỏi con bộ bán lồng đèn hả? Vậy là má nhờ lành này đi theo học để canh chừng học á hả? Ừ, ngộ lắm. Một gia đình quyền quý như vậy, ít nhất là khách vào nhà không trà thì rượu, không rượu thì xôi chè. Cũng phải mời người ta ngồi một chút xíu chứ. Ừ, thôi qua đây ngồi đi. Để qua ngồi chồng con. Ê, lộn, trời ơi, nó lộn. Nó nặng lắm. Thưa con này, con xích ra. Đừng ngồi gần nó, xích ra. Đây nè, bây giờ con cho hai người biết tin nha. Rồi sao, kết quả làm sao? Nguyên ngày hôm nay, bé Lập ra tay đã có ba sự. Cái gì con kia nghe gì là tái tay là cái gì? Tự nhiên đi không đi đình. Bé Lập ra tay. Bé Lập ra tay. Rồi, nó nghe nè, bây giờ mình bỏ hai cái này xuống đi, nó nghe sột soạt quá, tôi không có nghe gì hết á. Không có đồ nghề, hai cái 5,000. Rồi lát tôi mua lại cho. Rồi sao, giờ ba cái điều hải hùng là cái gì? Đây, điều thứ nhất. Ờ. Con đi theo dõi Quang Học. Ờ. Quang Học té xe. Trời đất ơi, nó té xe. Té xe. Rồi nó có sao không? Tại sao không lại đỡ nó? Trời đất ơi, trời, bà kêu con là phải đi theo dõi được cho nó phát hiện ra con. Dĩ nhiên con đâu có lợi gần. Lỡ nó có chuyện gì xảy ra là sao? Không, yên tâm, nó đứng lên được. À, thôi, nó đứng lên là được. Rồi, tiếp. Đứng lên tiếp. Được. Rồi. Sau đó dẫn chiếc xe chạy. Ờ. Nha. Và tiếp tục kinh thiên động địa lần thứ hai. Trời gì ơi, nữa? Thật sự nói ra một cái. Cái gì? Thương lắm. Thương gia đình. Trời, nó chạy xe nó bị cái gì? Không phải. Gia đình dành ra nhờ giáo vậy mà tự nhiên. Sao? Nó học nó lại. Nó sao? Vé vô đại lý vé số. Suy nghĩ đi. Nó giật vé số người ta hả? Không. Còn hơn cái đó nữa.
chứ cái gì kinh khủng hơn. Nó giật tiền mà vé số hả? Trời ơi, làm gì có cái đó. Nó phá cái bàn vé số hả? Chứ nó làm gì? Nó phá đi, ai nói gì? Nó chém bàn vé số hả? Không. Vậy chứ nó là sao? Nó mua vé số. Mày điên hả? Trời đất ơi, trời, mày tụi quánh vô mặt nhỏ này liền hả? Cái gì vậy chú? Mày không, hả? Mày không vừa. Nó vô lại đi vé số, nó mua vé số. Ủa? Mày nói kinh thiên ải hùng là sao? Cái điều quan trọng nè, con bán vé số mà. Rồi sao? Con lại tới nhà, con mời mà con năn nỉ tại sao không mua, mà đi thẳng lại chỗ đại lý vé số ghé đó mua vé số. Yeah. Cái đó không phải là kinh thiên động địa. Cái đó là nó thích. Nó thích cái bà bán vé số hơn thích bản mặt mày. Bây giờ bản mặt mày nó không muốn mua thì sao? Không đâu. Nhiều khi cái mặt con đẹp quá, khi mà nó mua con nghĩ là nó có một cái sự gì nó mua vé số là bây giờ mặt mày đâu. Bây giờ đạo đức mày. Đúng rồi đó. Mày là đạo đức làm sao mày mời ta không mua rồi bây giờ mày đổ thừa thằng nhỏ. Nhưng mà không quan trọng. Đây nè, cái thứ ba mới kinh thiên động địa. Nãy giờ tao thấy kinh thiên động địa mà tao chưa thấy cái gì động hết đó. Trời đất ơi, cái này mới kinh thiên. Bỏ chân xuống. Mày làm cái gì vậy? Xin lỗi chú. Lỡ thôi mà. Tôi nói vậy mà nó ngồi lên. Lỡ một lần thôi, xin lỗi một lần thôi. Thôi nào, bà nội xuống đi. Rồi. Đây. Nói tiếp cái thứ ba. Nè. Nó vô công ty rất đúng giờ. Má ơi, nó đi bán vé số mà nó nói chuyện vô duyên. Ờ. Nó vô công ty rồi phải đúng giờ vô công ty. Ý nó khoe bàn tay nó đó. Mày bán vé số mà mày sơn màu tay rồi thiệt. Y như mấy cái xe đời mới bây giờ của người ta. Chà màu xanh xi măng này kia. Thôi được rồi, cái chuyện của nó bỏ qua. Ông dẫn cho con khoe luôn. Nhỏ kế bên nó mới học.
bao nhiêu đây thôi đủ rồi, coi như trả công cho mấy người đó. Dạ cô cảm ơn.